Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến rằm Trung Thu. Hiện đang là thời gian cao điểm của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán sản phẩm này. Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, chất lượng của các loại bánh Trung Thu được bày bán trên thị trường không khỏi làm người tiêu dùng lo lắng. Đặc biệt, mới đây, tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều loại bánh có giá siêu rẻ, không nhãn mác, bày bán trên thị trường đã bị các lực lượng chức năng thu giữ. Lâu nay, chúng ta vẫn nghe câu nói, của rẻ là của ôi. Vậy bánh Trung Thu giá rẻ có đồng nghĩa với chất lượng cũng rẻ hay không? Câu trả lời sẽ có trong 15 phút của chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay. Đồng à? Mà không biết là chất lượng ra sao rồi chứ. Bánh này thứ nhất là không có nguồn gốc này, thứ hai là giá rẻ này. Cái giá của nó quá rẻ, nhập về có 2-3 nghìn đồng một cái. Với thực tế thì cái giá nó rẻ như vậy thì chất lượng của bánh nó bao giờ nó kém. Mà thứ nhất là hàng hóa không có nguồn gốc rồi xuất xứ như thế nào thì cũng khó cho người tiêu dùng. Bánh sợ bánh của Trung Quốc gì đó đâu có dám ăn. Biệt chúng tôi lo ngại ở cái hình thức là sản xuất bánh theo hộ kinh doanh cá thể thì nó tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ, cái rủi ro và chưa có bảo đảm cái yêu cầu vệ sinh. Mà đây chính là cái kinh nghiệm chúng ta rút ra được nhiều từ những cái đợt kiểm tra của các năm về trước, vẫn chưa có thể giải quyết được dứt điểm. Thứ hai nữa là cái nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu thì đấy, phải chứng minh được cái nguồn gốc, có cái hóa đơn chứng từ rõ ràng, và sau đó thì cơ sở mới có thể là đưa ra thị trường với nhãn mác cũng rõ ràng. Nó cũng còn kèm một số những vấn đề mà nó sẽ phát sinh, nó đã phát sinh của những năm trước và năm nay cũng, tôi nghĩ là cũng sẽ tiếp tục. Đó chính là cái tình trạng là mai sau mà nếu như mà buôn bán ở lòng lề đường mà không có giấy phép, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rồi không bảo đảm điều kiện vệ sinh, không che chắn để cho bụi bặm. Bánh Trung Thu siêu rẻ thì người dân sợ. Bánh Trung Thu nhà làm thì cơ quan chức năng cũng không vui vẻ. Bánh Trung Thu nhà làm thì ở đây tôi khẳng định đã nhà làm thì làm ơn để ở nhà ăn, không phải để bán. Còn nếu như để bán thì phải là đáp ứng những cái yêu cầu về đăng ký kinh doanh, về thuế, về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Và người bán hàng như vậy là phải chịu trách nhiệm về cái mặt hàng của mình. Đó, như vậy cho nó công bằng. Chứ còn bất cứ ai mà cũng có thể làm rồi đem bán như vậy thì cái nguy cơ về an toàn thực phẩm là rất là lớn. Bánh Trung Thu nhà làm được xem là phương án an toàn về vệ sinh thực phẩm trong thời buổi này. Thế nhưng, ai sẽ là người đảm bảo khi thị trường trên Facebook, Zalo mênh mông như vậy? Với 150.000 đồng là có thể mua đầy đủ các thành phần quan trọng và mất công nhất với một chiếc bánh Trung Thu. Không nhãn mác, không thương hiệu, không có gì đảm bảo đây là các nguyên liệu được chế biến đảm bảo an toàn. Và trong trường hợp xảy ra sự cố, câu hỏi về trách nhiệm hẳn sẽ lơ lửng. Bánh nhà làm có thể đảm bảo việc chế biến hợp vệ sinh. Nhưng những nguyên liệu như thế nào thì không ai đảm bảo được. Nếu như để bán thì phải đáp ứng yêu cầu về kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Còn nếu ai cũng có thể bán sản phẩm của mình như vậy, thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất lớn. Có thể rằng là cái nơi sản xuất đó hoặc là mình làm ở nhà thì đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái quá trình mà chế biến. Nhưng mà cái điều lo ngại nhất đó là khi mà lựa chọn nguyên liệu có rõ ràng hay không, nguyên liệu có thật sự tươi hay không. Thì cái đó là tùy theo là cái người làm bánh. Quản lý việc kinh doanh bánh Trung Thu nhà làm đã không dễ, thì việc xuất hiện của bánh Trung Thu siêu rẻ tiếp tục làm khó các nhà quản lý. Dưới tên gọi bánh Trung Thu mini Đài Loan nội địa, mặt hàng này được bán lẻ với giá 5.000 đồng một chiếc, nhưng thực tế, khi lấy số lượng vài thùng, giá thành chỉ còn 3.000 đồng.
Suốt một thời gian dài, loại bánh này rất hút khách tại thành phố Hồ Chí Minh, đến mức đặt mua số lượng lớn phải báo để hàng từ Hà Nội gửi vào. Nhìn sơ á, trong chiếc bánh này là không có một cái gói hút ẩm, mà cái hạn sử dụng thì cũng không có rõ ràng. Nếu như mà họ mà có ghi cái ngày sản xuất hay là cái hạn sử dụng á, thì thật ra là những cái đó họ dập tem rất là nhanh, rất là lẹ, không ai kiểm soát được. Nhìn vào chiếc bánh này á, thì mình thấy có một cái lớp mỡ hẳn luôn là ở phía trên cái bao. Trên cái bao thì tức có nghĩa rằng là một cái bánh này á, là mình nhìn mình cũng e ngại về cái việc là thành phần dinh dưỡng ở trong chiếc bánh này, về chất béo, nhất là về chất béo. Tại sao lại vậy chị? Thật ra là khi mà trong cái quá trình mà sản xuất bánh công nghiệp như vậy, người ta sử dụng rất là nhiều trans fat. Thì cái vấn đề của cái tác dụng của trans fat đó là tạo mùi, gây mùi thơm, kích thích, cũng là kích thích một cách vị giác của mình. Cái thêm nữa là nó có tác dụng bảo quản thực phẩm lâu hơn và rẻ nữa. Nên là trong cái công nghiệp sản xuất, người ta hay sử dụng cái trans fat này cho rất là nhiều vào bánh. Tại vì thật sự em bán, em nói thiệt luôn là bánh đây nó là hàng của Trung Quốc, nó là nội địa của Trung Quốc chứ nó không phải thật sự là nó của Đài Loan. Thì cái đó thì tại em nhập lượng lớn, tại nay em còn có mấy thùng mình em bán cho nó hết luôn á. Chứ do em bán tại mấy nay TV nó làm rầm rổ là em cũng đang ngưng lại. Đợt này bánh dễ là bánh chỉ tầm 38 đến 40 gram thôi. Cái chất béo trans fat, chất béo công nghiệp rất là nhiều. Thì khi chưa kể nữa đó là trong cái quá trình mà bảo quản hay là đóng gói, tại vì ở những cái cơ sở lớn thì họ sẽ xử lý bao bì rồi hút chân không rồi mọi thứ để làm giảm cái vi sinh vật, để làm giảm vi sinh vật ở trong này. Nhưng mà khi mà những cái cơ sở mà sản xuất nhỏ hám lợi thì họ không thể nào mà thực hiện những cái quy trình đó, họ sẽ bỏ qua cái việc mà an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau 2 ngày để loại bánh này ở nhiệt độ phòng, xuất hiện lớp mỡ bóng. Dấu hiệu mà các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng có thể là chất béo chuyển hóa, vốn có hại cho sức khỏe con người. Bánh rẻ, chất lượng cũng rẻ. Còn bánh đắt, bánh có thương hiệu lại không dễ với người lao động. Có lẽ chưa bao giờ bài toán về ăn gì, uống gì lại khó đến như vậy. Nguyên liệu bị mốc. Thì sẽ có độc tố nấm mốc. Mà độc tố nấm mốc bên cạnh tổn thương chức năng gan, chức năng thận thì còn là yếu tố gây ung thư. Cái thứ hai là anh dùng phẩm màu độc hại. Đấy. Ví dụ như trong xúc xích lạp sườn anh đưa vào mà có nhiều nitrit thì gây ảnh hưởng tới vấn đề chuyển hóa của oxy và thậm chí tạo thành nitrosamin là có thể gây ra ung thư. Khoan kết luận vội vàng về bánh siêu rẻ, vì đôi khi nó lại đặt ra một vấn đề, vậy bánh bình thường của chúng ta liệu bán có đắt quá hay không? Vì nó còn kèm nhiều chi phí khác. Và cái mục tiêu nó khác. Đi mua, đi tặng thì rõ ràng cái giá trị của hộp bánh. Đó. Chứ tại sao sau mùa thì có thể là cũng hay có bánh đại hạ giá chẳng hạn. Đó. Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu tính toán về giá thành thì chúng ta cũng phải là có các nhà chuyên môn để tính giá thành cho thật là kỹ lưỡng. Tại vì thực ra bản chất của bánh trung thu là gì? Thì cũng bột, cũng đường, cũng đậu. Tôi nghĩ là những cái bánh mà siêu rẻ này thì chắc là các cái nhân đậu xanh rồi nhân các loại đậu vân vân thôi, chứ không thể là nhân thập cẩm hay là những cái nhân gì đắt tiền hơn. Thế thì hãy tưởng tượng một cái bánh mà kích cỡ như thế thì bình thường những bánh khác, bánh ngọt khác trên thị trường giá có như vậy hay không, hay là cũng tương đương, hay là cũng cùng lắm thì đắt gấp đôi gấp ba. Thế cho nên vì cái thực tế ta thấy cái giá nó quá rẻ nên ta cũng nghi ngờ là quyền của mình. Còn sau đó thì trách nhiệm của chúng tôi là phải tìm ra câu trả lời. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang là tiến hành hết sức là khẩn trương. Tuy nhiên nó cũng có một số những cái yếu tố. Thí dụ như mẫu, nếu như mà chỉ lấy mà nhỏ lẻ của những cửa hàng bán online thì nó cũng chưa thể đại diện cho tất cả. Ta không thể qua đũa cả nắm. Và chúng tôi hy vọng đang truy ngược lên để tìm xem có những cái kho, những cái số lượng hàng lớn, thì như vậy chúng ta có thể lấy mẫu và trả lời kết quả một cách đúng theo cái quy định. Bởi vì là trong cái việc này thì mình cũng phải thận trọng. Tuy nhiên người dân thì cũng cần hết sức là thận trọng. Và mua cái gì thì cũng phải có nguồn gốc rõ ràng. Rõ ràng là chúng ta cũng tuân thủ theo pháp luật. Không phải là cấm bán bánh siêu rẻ. Nhưng cái bánh đó rẻ hay đắt thì cũng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu nhập khẩu thì phải có là cái cho phép nhập khẩu. Và nếu như mà sản xuất trong nước thì cũng phải là đấy, có cái cơ sở rõ ràng với cái công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm
và đồng thời là đáp ứng những cái yêu cầu, những cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cái nguồn gốc nguyên liệu. Và cái cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi thì sẽ làm nhiệm vụ là theo dõi, lấy mẫu ở trên thị trường để mà phát hiện những cái nguy cơ. Nếu như ăn vào có bị ngộ độc hay không thì chúng tôi sẽ có cái cảnh báo thật là kịp thời cho người dân. Cách chọn bánh trung thu an toàn. Quan sát bằng mắt thường về cảm quan bên ngoài, từ hình dáng cho đến màu sắc của bánh, người dùng đã có thể quan sát và lựa chọn cho mình một chiếc bánh tốt. Không chọn bánh bị dập vỡ hay bị biến dạng. Bánh có chất lượng tốt, có hoa văn sắc nét, không bị méo mó, có màu sắc tự nhiên. Xem xét kỹ bao bì. Chọn bánh có bao bì nguyên vẹn và kín, đầy đủ thông tin về thành phần, hàm lượng các chất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản rõ ràng. Không chọn bánh có vỏ nhào nát, bị thủng hay lọt khí. Bao bì của bánh nếu hở sẽ khiến không khí lọt vào, làm bánh bị ẩm, mốc, vỏ bánh chảy dầu. Các chữ in trên bao bì như logo, tên thương hiệu phải nguyên mới, không nhòe mực. Bao bì cần phải ghi chính xác ngày sản xuất và hạn sử dụng. Khi mua bánh trung thu, phải chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, bao gồm tên đơn vị và địa chỉ nhà máy sản xuất. Tuyệt đối nói không với sản phẩm có xuất xứ mập mờ, vì đây là dấu hiệu của sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng, hàng nhập lậu. Chọn bánh có thành phần và chỉ số phù hợp với người tiêu dùng. Hiện bánh trung thu rất đa dạng với nhiều loại nhân mặn ngọt khác nhau. Vì thế khi chọn lựa, phải lựa chọn đúng khẩu vị của mình. Đặc biệt, những người bị béo phì, tiểu đường nên chọn những loại bánh trung thu được làm từ đường không năng lượng Insomat để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Chọn thương hiệu uy tín. Lựa chọn bánh từ những thương hiệu uy tín là một yếu tố giúp khách hàng yên tâm hơn, bởi bánh được sản xuất từ thương hiệu lớn sẽ có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm.